chương trình thơ nhạc với chủ đề Nhớ cha, thương mẹ do nhà thơ Minh Hồ và nữ sĩ Minh Hồ Đào biên tập tuyển chọn. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Vượt trùng dương đến phương trời xa lắc, tiếp tha phương hiu hắt bóng mẹ hiền. Ở quê nhà mẹ đợi con triền miên, ngày trở về gắn liền tình mẫu tử. Nhà thơ Minh Hồ và nữ sĩ Minh Hồ Đào đã rung động trái tim khi viết lên câu thơ dạt dào ý nghĩa mênh mông lòng mẹ như thế trong bài thơ Mẹ ơi. Xuyên suốt thời gian thơ ca giao hòa để nói lên nỗi niềm nhớ cha thương mẹ, chúng ta cảm nhận được trong chương trình thơ nhạc Nhớ cha thương mẹ mà Minh Hồ và Minh Hồ Đào biên tập thực hiện. Đặc biệt nói về ân đức của cha mẹ, đó là điều chân quý vượt ngoài không gian và thời gian. Bởi ân đức của cha mẹ từ cổ chí kim, từ bậc thánh đến phàm phu đều thấy mình nhỏ bé, thơ dại trước tấm lòng bao la trời biển của cha mẹ. Minh Hồ viết bài thơ Mẹ tôi có câu thật hàm xúc: đời mẹ gian khổ không phiền, chồng con một tiếng diệu hiền trước sau. Nhìn đôi môi mẹ lúc nào cũng cười tươi thắm nở màu yêu thương. Dù nơi xứ người nắng hồng tươi tốt, vẫn thấy không bằng một bóng tà dương. Sự tình dân tộc ấp ủ quê hương và chia sẻ nhịn nhường trong cuộc sống, mẹ kính yêu con mong ngày thỏa mộng về lại quê hương sống cảnh an nhàn. Hy vọng ngày đó mẹ vẫn bình an, nghe con kể lầm than khi viễn xứ. Kính thưa quý vị, đó là tất cả ý nghĩa cao sâu vời vợi trong chương trình thơ nhạc mang chủ đề Nhớ cha thương mẹ do nhà thơ Minh Hồ và nữ sĩ Minh Hồ Đào biên tập thực hiện. Để hướng về tạ ơn ân đức của cha mẹ và gửi đến cho những ai diễm phúc còn cha mẹ và không may bất hạnh đã mất đi cha mẹ trong cuộc đời.